Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở quay trở lại với kênh Làng Rừng Hàng Độc Sơ Bắc Tây Nguyên. Ngày hôm nay thì bên kênh của mình sẽ thanh lý một lô cái loại đĩa lan. Thằng này có tên gọi là lan hai mốc hồng. Các bạn lưu ý là tên nó là hai mốc hồng hay còn gọi là hai ngọc nữ. Thì các bạn lưu ý tất cả các loại lan hai của Việt Nam đều nằm trong danh mục là thực vật rừng quý hiếm. Và các cái loại lan hai cũng vậy, nó là được cái loại là lan được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Và hiện tại là số lượng trong tự nhiên còn rất là hiếm. Thì hôm nay bên mình sẽ thanh lý cho các bạn một cái lô lan hài. Theo như bên mình đánh giá thì nó là những cái cây có kích thước nhỏ và không được đẹp cho lắm. Tuy nhiên đó là đánh giá mang cái tính khiêm tốn của bên mình thôi, chứ thật ra cái lô hài này còn khá là tốt nha các bạn. Các bạn về mùa này vừa rễ vừa để làm giống, và trong khi là các bạn sưu tầm được một cái loài lan quý hiếm của Việt Nam, hai mốc hồng. Mỗi một phần như bên mình chia đây là trên 20 cây nha các bạn, trên 20 cây. Thì các bạn lưu ý cái hai mốc giống hai mốc hồng này cây nó không có to đó, cái kiểu nó như thế này thôi, nhưng mà hoa của nó rất là khủng. Các bạn có thể lên Google các bạn search hoa hai mốc hồng thì nó sẽ ra cái hình ảnh cho các bạn xem, rất là đẹp luôn đó. Và cái cách trồng lan hai này cũng khá là dễ. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trồng. Thì như đây là mình trồng hài vân này. Hài vân hiện tại là mới trồng nhưng nó đã ổn định rồi. Cái giá thể của nó thì các bạn lưu ý là chúng ta không dùng đất, mà các bạn dùng cái giá thể là gồm có là có thể là dớn này, vỏ thông này, chất muôn có thể là chất trâu bò, phân trâu bò hoai, trộn với một ít cát. Các bạn lưu ý lại, mình nói lại nha. Thứ nhất là than củi, các bạn có thể giã nhuyễn ra, các bạn trộn với dớn băm. Thứ hai là vỏ thông, thứ ba một ít cát và một ít phân, mà cái loại phân muôn nữa nha các bạn. Chúng ta không trồng với đất nha. Thì cái loại lan hài nhìn nó như thế này, nhưng mà thời gian sau các bạn trồng nó sẽ hút nước và cây nó sẽ tươi, rất là tươi. Cái thằng lan hài này thì lá của nó hơi sắp sáp, đặc tính của cây như vậy. Và bên mình sẽ thanh lý cho các bạn là một phần trên 20 cây như thế này là giá 200.000. Các bạn có thể trồng vào một trong, các bạn có thể trồng có thể được 5 cái chậu như thế này, hoặc có thể bạn trồng vào một trong một cái chậu lớn đến mua và các bạn tha hồ thưởng thức hoa của nó. Và các bạn lưu ý là các cái loại lan hài trong tự nhiên thì hiện nay càng ngày càng hiếm nha các bạn. Đó. Và các bạn nếu mà mua thì các bạn rất là đơn giản, chỉ việc là nhắn tin đến cái số điện thoại mình để trên tiêu đề. Các bạn nhắn tin ví dụ như là họ tên, địa chỉ, số điện thoại và số phần lan hài cần mua, ví dụ như 1/2, 2/2, 3/2 ví dụ đó, thì bên mình sẽ ship bưu điện đến tận nơi và sẽ thu tiền các bạn tại nhà, và các bạn được quyền mở ra kiểm tra hoàn toàn bình thường. Thì sau khi kết thúc video này thì bên mình sẽ nhận đơn, và nếu mà các bạn có thắc mắc gì về kỹ thuật hay hướng dẫn trồng thì bên mình sẽ giúp đỡ các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người.